đi lên đó trên kia sao ôm cua hả? À, ông thầy hiểu rồi, nhưng mà qua cái cầu á. Đấy đó, thầy không biết đường. Ra quốc lộ á, đường ra quốc lộ á. Chỉ thầy đường ra quốc lộ, còn không nếu mà con nếu ok chỉ thầy ra đường Trường Não đi. Con đi con đưa thầy ra tới chỗ ôm cua đó. Ôm cua đi ra cầu. Này về đường nào? Đi chung luôn đi con. Chung thầy. Hai đứa về đường nào? Có nó bụng không thầy mua gì luôn ăn cho. Thầy thôi về chung với thầy. Bây giờ thầy làm xong cho con rồi. Dạ. Giờ thầy sẽ mẫu về. Dạ. Mai tự động khai trương. Dạ. Tự động bơ. Nếu có đạo đức ha. À, ngoan, có gì đó thì giờ báo cho thầy biết. Dạ. Không? Giờ thầy sẽ mẫu về nha. Dạ. Con cảm ơn thầy em mà. Không? Con cảm ơn thầy với sư mẫu. Con mày đợi gì nữa chứ không được này đi bên kia con kéo sợi điện con vô cắm coi cái trái đèn cái hộp đèn này thầy coi thử luôn. Đặt bát đi mở đâu thầy lên trên đó hàng đêm mới đặt bát nó yếu lắm nó nhẹ lắm con đâu biết được nó vô thế như thế nào con đặt bát lên tới trên đó đọc luôn hiểu không. Sáng rồi đó bực vợ rồi giữ luôn đi rồi đó ok luôn đưa đây coi đưa đây 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 đư
vô cắt không? Yeah.
Khóa về còn khóa khóa thì tụi nó mới chơi chung với nhau đâu, khóa nào chơi khóa đó luôn ha, đúng không? Tiến trình đang mở tiệm cho đứa học trò nha các bạn, này chị chỉ đây mặt đó nè. Mấy anh làm anh nhảy đi theo anh lên coi mối anh làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không thấy tai nạn không? Ồ, má, tới giờ chưa gắn đèn được nè. Kêu rồi làm liền đi. Tụi tới giờ đổ mới vô không như là xíu hẹn để gắn đèn luôn. Thank you.